ra chốt đá là hoàn toàn là tự nhiên nha. Bóng có bóng không? Bóng lại nhiều rồi. 120.000 cái bóng này. Cái tre bển nhiều lái. Cái gì? 65, cái tre vàng 65 luôn. Bóng này cái bóng sống này nha. Cái bóng chết thì cái chết thì 5.000. Cái bóng này cái bóng cát hả ta? Bóng cát. Cát sống luôn. Được bán có lòng tông rồi gô bí luôn. À, gô bí này gô bí 100.000 các bạn. Chút xíu thì siêu luôn. Rồi bán đông giờ này bạn Hà bán ai đó. Bán lẻ gần không? Gần khu vực thành phố. Lên đây nhiều lắm. Này gì? Trời ơi, cái cha. Trời ơi, cái cha. Má không lấy rồi, má xúc lên đây. Cha nhỏ. Sống rồi, má xúc cá sống rồi bỏ cá chết chi. Bà biết người ta bán không mà bỏ lên đây. Cái cha nhỏ. Cái cha này nhiều thế. Thấy ơi. Ủa cái này cá cha hả? Bà đó coi cá dứa hả? Dứa nhỏ hả? Dứa nhiêu hả? Nhiều thế. Thấy, nãy giờ bán nhiều thế. 90. Cái dứa nhỏ 90 các bạn ơi. 90.000. Dứa sẽ giống cá cha quá vậy. Cái dứa nhỏ hơn cá cha nhỏ này. Trá hình. Ô, bóng lợn bự. Con bự này cái mắt hơn cái 150 luôn. À, cá chốt luôn. Cá chốt 40.000. Cá chốt này nhiều thế. 40.000 luôn, chết 20 luôn. Có hết cái chốt chết luôn, chết này cũng chết tươi nha, trong này vớt ra không à. À, chốt nổi ngóc đầu giống dưới sông không? Dưới sông ở miền Tây là rồi như đồ bỏ dưới ai đầu bắp. Còn lên đây thì bán được mấy chục ngàn ký nữa các bạn. Nếu ai chịu cực thì đóng oxy cái này nè, lên đây bỏ cho người ta bán. Cái này cũng đồ lái từ miền Tây lên. Những người ta biết đóng oxy nha. À, cá khi mua xong thì mình vô mình được đóng oxy vậy nè. Bất cứ như 1 kg 2 kg người ta bán hết. Đóng oxy bao vậy đó, 1 kg 2 kg, 3-4 kg gì vậy. Đóng nhiều đóng tùy theo mình. Đây là cái gì đây? Lằng bạn ơi, lằng thiên nhiên nè. Ủa cái lằng cá chốt châu trời, kêu bằng cá lăng các bạn ơi, bạn ta bán ta kêu bằng cá lăng nè. Cá này dọc hồi ta chửi mẹ chết rồi nè, mô xi mà giờ nó chết thì dục ra bán cá chết. Cái này 65.000, cái chết thì có 50. Rồi các bạn nào muốn mua cá thiên nhiên này nè, tới giữa này bán giá cũng hữu nghị lắm các bạn ơi, không có mắc. Giờ này cũng hết đồ rồi, này mình quay lúc này là 5 giờ rồi. Mà cá chốt này thấy còn nhiều quá, chắc ta dập đá ta bán cái chết quá. Ê, hồi xúc ra ngoài bán không được là ta sẽ dập cái chết. Rồi ngày mai bán cái chết luôn.
Rồi clip hôm nay mình làm nhiều thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn nào thấy hay thì cho mình một like và nhấn đăng ký kênh giúp mình, comment ở dưới những cái chuyện gì đó các bạn muốn mình quay đó. Rồi cảm ơn các bạn. Ăn nhiều. Cái lớp này 52 vậy. 52 này 6 7 lạng hả? 6 7 lạng 52. Rồi 4 5 lạng anh Sơn. 4 5 lạng 48 hết rồi. 48. Này 5 lạng. Này 5 6 lạng. Rồi. 4 5 lạng thì 48. 5 6 lạng thì 52. Lớn nè 55 ngàn 89 lạng thì 55 thôi chị. 89 lạng thì 55. Này là chả cá, chả cá mình làm xong rồi chuẩn bị giao nè các bạn. Chả cá hôm nay giá nó còn 170 thôi nha. Giá nó cũng ổn định là rồi, còn cá nàng hai, cá nguyên con hôm nay thì nó cái giá nó 62.000. Nó cũng hạ từ từ các bạn. Cái đà này chắc nó hạ xuống còn 60 quá. Chả chắc có thể vài bữa nữa chắc nếu mà cá nàng nguyên con hạ thì chả cá của nó sẽ hạ xuống cho còn 165.